Hansen, Vania Ocean, una paraula i tal. Ojito, esto me la rae con club đây. Làm gì ở Bình Phước hả? Ủa, nhà anh ở Bình Phước mà. Nhà anh ở Bình Phước mà, anh làm gì đâu? Anh ở nhà anh ấy chứ. Đại Công Tước không? Có Đại Công Tước. Trời quá trời Đại Công Tước luôn. Ok, Đại Công Tước, Đại Công Tước. Ngại ngùng điều chi? Lạnh lùng làm gì? GG hả? Ôi giời, ai GG đây? Bạn Ngọc hả? Bạn Ngọc anh sai bạn Ngọc mang cà rốt luôn á. Trận này ai AFK tròn hả? Ê, sợ lắm. Em cũng mua trang phục. Cái gì? Anh sáng gì? Ôi, chả hiểu luôn. Hãy xem mình chơi Văn Xeo xin nè. Sao mấy bạn cứ kêu Văn Xeo gửi gửi thế nào nhỉ? Chứ thấy Văn Xeo Đại Công Tước bao giờ à? Đùa à? Xem này, mấy bạn có thể coi mình chơi nha. Violet bên kia đúng không? Không sợ, không sợ. Ta sẽ không sợ. Ô, Timmy. Sầu tốt đi, sầu tốt đi. Cho bạn Ohoma này, bạn Ram xong rồi đây cấp 4 để bạn xuống dưới. Em không dừng ngôi tạ đó hả? Tạ gì? Tấn còn chả sợ, tạ là cái gì? Quá chuyện nhỏ. Gì ấy? Cái mùa 1 hay là mùa 2 gì ấy là cái con Van Helsing này nó tăng mát cho mùa trước, nhưng mà bây giờ nó qua cái cập nhật phiên bản này, không phải cập nhật phiên bản này mà qua cái cập nhật thời vừa rồi, nó tăng sức mạnh cho 2 ấy, người tăng mát cho 2 cho nó nha. Đằng sau này đúng rồi, đằng sau này. Nhây với tớ hả cậu? Úi giời, đừng có bao giờ nhây nghe chưa? Nghe này chết đấy. Này thích nhây này, này thì nhây này. Tớ đã bảo cậu không nghe đâu. Cậu cứ thích nhây với tớ cơ. Phóng nó xóa là nó chết luôn đấy. Thề. Xóa một phát mày vào một xóa mình áp sát mình. Gọi là xung hàn tăng cước ra một cái. Em đi xa quá ngay rồi luôn. Đấy. Đừng có nhây nghe chưa? Làm gì làm, sống sao sống. Thấy bạn MC là tốt nhất là tránh xa 5 mét. Đừng có lại gần nó làm gì. Mà bắt cho loài phèo ra đấy. Ôi, sao sợ cu chết hoài thế. Sợ cu đâu? Mọi nhìn là mình biết mà. Ê, chết hoài luôn kìa. Sợ cu quá, sợ cu. Sợ cu chứ.
bạn chơi bạn đừng có chết ngoài, chết ngoài xong sau hôm sau mình vào mình kích ra đây, cứ đi fit mạng thôi ai mà chơi được. Hôm sau mình vào xong rồi mình kích ra lại kêu sao anh kích em mới vào anh lại kích em ra, em vào fit mạng như thế ai mà anh được. Nào cũng vào còn có ít một ý đồ đen tối đó là fit mạng đi, fit mạng nhiều vào chết rồi đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đọc nhau. Mới cấp 3 thì làm sao mà sống được hả? Bưởi. Bưởi làm sao mà sống được? Bưởi làm sao mà sống được? Nào, 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 quay Azim nào. Quay Azim nào. Bước ra đây, 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 bước ra đây. Sợ quá, đi lên quá. Trời ơi, mình sợ bạn quá, mình chạy đây, trời, sợ lắm. Tôi đừng muốn chơi với nó làm gì, chạy đi. Máu nó nhiều hơn mà. Đúng không? Sợ. Bộ béo gì? Bộ béo kéo chôn nhỉ? Nào chơi! Nghe nói là ta ra gọi là chiêu cuối gọi là dồn gọi là một cục máu vào mặt, không thể nào mà lại chết được, bất tử luôn. Thử coi chơi, đối với đầu với cả ban em xem nó như thế nào. Vêu mồm nữa. Nào 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 nào, đứng lại, đừng có chạy nha. Đâu vậy, đâu vậy? Đừng có ngại. Đừng có sợ gì hết á. Phan nhau nó là một con gà thôi mà. Nó là một con gà thôi mà. Cứ hai người là mình cân tuốt. Từ A đến Z luôn đấy. Cứ hai người là mình cân tuốt. Ba người đến đây cũng được đấy. Đừng có sợ. Thấy Phan nhau nào. Lên búa ra vào đầu nó liền. Đây. Cho nó sợ. Úi dồi. Nhưng mà mình không sợ đâu. Càng đập vào đầu mình thì càng càng tức. Mà mình càng tức thì nhẹ. Chấp hết. Mấy bạn này cứ thế. Thấy Phan nhau mà lao vào này. Sai lầm lớn thế đấy. Biết bắn heo ở đâu nhưng mà trong tay mình thì nó là một con ác quỷ. Mình có thể bắn phá mọi tan nát mọi địa hình đấy. Từ đồi núi chập trùng cho tới đồng bằng mình cũng bắn. Đấy. Bắn hết. Chắc cũng đẹp mà. Biết chứ, đẹp mà. Đại công tước mà, đẹp trai có gì sai đấy. Không có gì hết. Bạn này thì đánh nhau thế nhỉ? Sao mà lính lát cái đấy này không chịu về mang đi chơi không khoách nhau ngoài. Từ thì tí nữa mình mang cho loài phèo hết ra luôn. Đó thì được sống. Đây đây đây, mình tới đây, mình tới đây. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ôi, tôi chết Alice rồi. Không phải Alice, để con Lauria. Được sống lại. Hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi. Sống lại là hay quá bạn ơi. Thật là tuyệt vời, bạn thật là tuyệt vời. Bạn là thật tuyệt vời quá đi. Tuyệt vời quá đi. Chơi luôn đừng có chạy. Chơi luôn đừng có chạy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chó đúng rồi. Hình như là 4 view đã. Penta kill đi. Penta kill đi. Penta kill đi. Ra đây, ra đây, ra đây. Awesome man. Cái bạn này sao mà bạn nhạy thế. Bạn đã kill rồi. What the hell, sao mình không cho Penta đi nhờ. Cứ núp, 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 núp. Cũng thua thôi. Nó mà căng thế chứ. Đó, nó bảo rồi. Mình Penta là có phải hay gì không? Trời ơi. Sao mà tiếc thế chứ. Mấy Penta kill của Nguyên. Được có que đen kill thôi à. Bắn hết. Bảo rồi mình bắn hết. Không
sợ, không sợ. Tai thì không sợ. Đấy. Xé me ra kêu ở đây cái bạn kia, bạn cứ đứng núp núp. Nghe còn cái chủ mình không có chiêu, tức biến mạnh vào thì biến là một phát này. Răng môi lẫn lộn trộn hết vào nhau luôn. Còn răng mà ăn cháo luôn. Con này trong cơ này, nhát chết này. Rồi hay lắm, dễ đồng đội mình đi để mình tỏa sáng nào, không gì. Rồi 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 rồi, mình tới đây, mình tới đây. Các bạn đừng có chết nhiều quá. Để cho đội mình tỏa sáng nào. Đội phòng Violet làm trò gì đây? Bạn làm trò hề gì đây? Hay bạn làm trò hề gì đây? Hả? Bạn làm trò hề gì vậy? Hả Violet, bạn làm trò hề gì đây? Bạn làm trò hề gì vậy? Úi giời, đứng phóng thắng nữa chứ. Bạn nhìn phóng ai vậy? Bạn nhìn bắn ai vậy? Có đâu. Bạn heo này. Chỉ có 12 không à? Ít lắm. Trời, ít lắm. Có 12 không chứ nhiều đâu. À, được qua đã kêu chứ nhiều đâu. Này, tí máu này, bật chiêu cuối bạn nha. Bật chiêu cuối. Úi giời, cái chiêu cuối của cậu đâu rồi? Bật lên rồi à? Ôi, bật lên rồi cũng chết à? Sao kỳ vậy? Chắc là tại vì đẹp trai cũng gì sai. Chắc không sai đâu. Một lần ăn hai con nó mới máu. Có đấy không? Ăn một lần hai con nó mới máu. Thế máu lửa được. Quá lợi hại. Oh man. À, có ai ở đây solo một phát này. Một ăn cả ngà mấy phong này. Úi dồi bắn kinh thế. Rồi xong. Hồi nãy sao bạn không hổ báo với bây giờ đi. Nãy cứ đúng núp núp núp. Khổ quá mà thôi. Nào làm sao? Bước hết vào đây, bước hết vào đây. Ui Tara hả? Tớ nghe nói là cậu hồi máu kinh lắm. Nhưng mà tớ không nghĩ là cậu sống được qua một người đâu. Chết ngay mà luôn đi chứ đùa. Làm sao? Múa đi, múa đi, múa đi, múa đi, múa đi, múa đi. Ui giời, múa đi. Múa đi, múa đi, múa đi, múa đi, múa đi. Múa đi, múa đi, múa đi. Không. Là được cái triple kill sung sướng. Phải không? Nhưng đúng rồi, triple kill mình giết được ba mạng gì nữa. Penta kìa, đầu kêu và đặc kêu thì chung là nhiều rồi. Kiếm cái Penta cho người xem chơi. Nếu bạn thích mình chơi Van Heel hơn 6 phút thì gọi là GG. 10 phút rồi mà bên kia nó vẫn chưa thấy động tĩnh gì về vấn đề gọi là đầu hàng, có điều kiện gì cả. Nó như sắc mặt như thế mà vẫn cố gắng chống cự à. Hà 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 hà. Chắc là bạn ấy vẫn là chờ thằng Van Heel lên cho cái Penta chơi. Chắc ý nghĩ. Ủa, ý nghĩa mà mình thích. Bạn với bạn ấy nghĩ khai thế. Được rồi, mình lên đây. Này này, sát mình đây. Không đồ chưa? Không đồ rồi. Đó là solo mà là khô máu. Không có vấn đề gì hết. Bây giờ solo ở bên một bên kia. Bây giờ tra chấp từng người một. 5 người một lúc. À không, là một người một lúc. 5 người một lúc nó pha cho cái Penta đủ lên đi khổ. Choáng nè, né đi. Không né à, không né thì chết nhé. Không né thì chết nhé. Không né thì chết nhé. Đội phòng chơi lính rác đâu anh chơi rồi. Ô, giết được một người. Mà người đấy không phải là xác chết. Người ấy là người xác chết sống dậy. Ôi ôi, ta ra là cái búa hết hồn. Chắc mà đập đập mạnh vào, thẳng mặt luôn. Treo lát đâu, mình có treo lát đâu. Không xử lý được. Đứng lát đâu hết rồi, vào đi con chủ đi. Ôi, anh biết đây làm gì vậy? Ấy bạn này bạn liều mạng thế nhở? Bạn không biết tớ là ai à? Bạn không biết tớ là ai à? Úi giời, bạn lại không biết tớ là ai chứ? Chắc chắn là không biết rồi. Úi giời ơi, làm sao mà biết được? Mình là bạn yêu sinh đại công tước đấy thầy. Úi mình bắn kinh lắm. Úi giời ơi, legendary thôi chứ có gì đâu. Lại được 3 mạng, buồn muốn chết đi được. Úi giời ơi, bất tử luôn. Trời ơi, mình bất tử luôn kia. Không có ai là đối thủ của mình. Cái chủ này cũng không phải là đối thủ luôn. Nhưng mà thôi, tha cho nó đấy. Tha cho cái chủ đấy. Có gì đâu, mình chơi Van Heel để bình thường lắm. Người ta cứ gọi là biết Van Heel thôi mà. Càng thế mà biết được cái chứ. Có gì đâu, mười mấy không cái gì. Rồi hôm qua đang kêu. Tiếp thế, cái pha đấy mà sao cơ nó bay vào đập mình á. Mình tấm cho đùng 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 một phát là chết ngoay. Sướng lắm. Có đang kêu à? Buồn nhẹ. Ngon. Không kể không sao. Chưa, người thấy phê chưa? Phê chưa, phê chưa? Phê! Tôi đang phê!